Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã quyết định sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm thay vì 30 điểm như dự kiến. Theo đó, thành phố Hà Nội đang nghiên cứu phương án bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm thích hợp, truyền hình trực tiếp để phục vụ người dân. Điểm bắn pháo hoa này sẽ không được tập trung đông người, đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống dịch. Ngoài ra, thành phố cũng đang nghiên cứu xem xét mức độ để quyết định sự cần thiết tổ chức các sự kiện, hoạt động phục vụ người dân vui Tết đón xuân. Trước đó, Hà Nội quyết định bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện với 6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp. Trong đó, 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực Hồ Gươm, Vườn Hoa Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Sân Vận động Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hồ Văn Quán, Hà Đông, thành cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, 24 điểm bắn pháo hoa giao thừa tầm thấp tại các quận, huyện còn lại.